Ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó liên quan đến cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng và nêu tội danh của từng bị cáo, chủ tọa phiên tòa đã gọi hỏi những người có liên quan. Sau khi được hỏi, toàn bộ các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng và tội danh. Ngoài ra, các bị cáo đều đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính để mong sự khoan hồng của pháp luật. Đáng chú ý, bị can Trương Xuân Đức khai chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này bị cáo không nhớ nổi tên. Khai tại tòa, ông Trùm Hóa Đơn nói tổng cộng có 26 công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên công ty cổ phần Khánh Dung. Còn lại tên các công ty khác không nhớ và có hết trong bản cáo trạng, bị can Trương Xuân Đức nói tại phiên tòa. Khi được hỏi về các hành vi buôn bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đức trả lời rằng không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai. Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỷ đồng. Cơ quan Công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể bao nhiêu thì ông Đức không nhớ. Về phần vợ ông Đức, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh khi được chủ tọa phiên tòa hỏi thì không trả lời gì ngoài việc nói rất hối hận và cảm thấy an năn. Khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì, điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo là Trương Xuân Đức. Theo cáo trạng, từ năm 2007, bị cáo Trương Xuân Đức, 53 tuổi, chú Phương Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 45 tuổi, là quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, cũng theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được ông Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục, thành lập các công ty mà. Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cứ công dân của cả hai và người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Đặc biệt, khi công an tỉnh Quảng Ninh bắt đầu điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn thì vợ chồng ông Trùm Trương Xuân Đức đã tìm đến ông Đỗ Hữu Ca để chạy tội. Theo đó, từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đức đã bốn lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca, tổng số tiền là 35 tỷ đồng. Đến nay, ngày 3 tháng 2 năm 2023, ông Trương Xuân Đức bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỷ đồng, nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Sáng ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với bị cáo Đỗ Hữu Ca, 12 bị cáo khác cũng hầu tòa để xét xử về tội mua bán hóa đơn, đưa và nhận hối lộ. Sau thời gian thẩm tra căn cước lý lịch của các bị cáo, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác. Trước phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan, đơn vị nơi cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng công tác và sinh sống đã có đơn gửi đến tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ hình phạt cụ thể tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn của các đơn vị như công an thành phố Hải Phòng, hội luật gia thành phố Hải Phòng, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Thủy Nguyên, hội người cao tuổi xã Canh Giang Thủy Nguyên và nhiều tổ chức cấp thôn xã khác cùng có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố Hải Phòng có nội dung ông Đỗ Hữu Ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố Hải Phòng. Trong thời gian còn làm việc, ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, lãnh đạo chỉ đạo, có ý thức rèn luyện cấp dưới, được chiến sĩ cấp dưới quý mến. Trong giai đoạn ông làm giám đốc công an đơn vị công an thành phố Hải Phòng đã nhận được nhiều thành tích như triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, được nhân dân yêu quý và tin tưởng. Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân chương, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, Công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, thì ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận được từ vợ chồng ông Đức. Phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng có đơn nêu nội dung, ông Ca là người con của quê hương xã Kinh Giang, xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, là cán bộ công an giỏi, là nỗi khiếp sợ của tội phạm. Ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện Thủy Nguyên. Đơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên nêu từ những đóng góp công hiến của ông Đỗ Hữu Ca với sự phát triển chung của huyện, thể theo nguyện vọng của nhân dân, Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên kính đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông Đỗ Hữu Ca. Khi nhận được các đơn và các yếu tố xin được giảm nhẹ, tòa xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng theo cáo trạng, ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, thì ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt là đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng đã nhận từ vợ chồng ông Đức. 7 giờ 40 phút ngày 10 tháng 4, xe chuyên dụng của lực lượng công an đã dẫn giải cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 đồng phạm tới tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Đỗ Hữu Ca được các lực lượng dẫn giải tới trong trạng thái khá là bình thản. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm soát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan, theo cáo trạng, năm 2007, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, chú phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1979, quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Trương Xuân Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty, từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Trương Xuân Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Trương Xuân Đức cùng vợ đã thành lập, quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã bốn lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca, tổng số là 35 tỷ đồng, để nhờ chạy tội. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà gặp ông ca, hỏi về việc đã lo chạy tội rồi mà chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng nhưng ông ca không trả lại tiền. Ông ca còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đến ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 10 tháng 4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 12 bị cáo khác với các tội danh mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, đưa nhận hối lộ, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm soát viên tại Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan. Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đức sinh năm 1971 và Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979 ở thành phố Hải Phòng đã thành lập quản lý và điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính. Kết quả xác định từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022, vợ chồng Đức và Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng. Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, tri cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài là cán bộ tri cục thuế huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Vào khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Lo sợ Đức đã bảo trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng là 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn trại trên Đồng Phản, xã Kinh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bị can Đỗ Hữu Ca khai rằng đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đức và cũng không tác động sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đức bị can ca cũng khai là có quen biết với một người tên là Giang, công tác tại công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nay đã nghỉ hưu. Ông ca và ông Giang thỉnh thoảng liên lạc gặp gỡ, nhưng Đỗ Hữu ca chưa bao giờ đưa tiền hay tác động nhờ ông Giang chạy tội cho Đức. Vào thời gian trước Tết Nguyên đán năm 2023, khoảng một tháng, bị can Đỗ Hữu Ca và ông Giang gặp gỡ ăn uống với nhau tại Hải Phòng, nhưng chỉ nói chuyện cuộc sống gia đình, không nhờ và chạy án cho Trương Xuân Đức. Theo cáo trạng, bị can Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát khỏi việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chủ động nộp lại số tiền là 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại hai địa chỉ gồm số 24 trên 18 D, Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đăng Lâm, quận Hải An và thôn Trại trên Đồng Phản, xã Canh Giang, Thủy Nguyên, lực lượng công an đã tạm giữ nhiều đồ vật tài sản là tiền Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, các trang sức kim loại màu vàng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà VTL và các cá nhân khác số tiết kiệm mang tên bà VTL và các cá nhân khác. Vợ chồng ông Ca khai nhận số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an, bố mẹ để lại qua lễ tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và của bà L. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và bà L kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế kết quả điều tra xác minh đến nay mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của bị can đỗ hữu ca và các bị can trong vụ án tuy nhiên việc vợ chồng ông ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh làm rõ Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của bị can Đỗ Hữu Ca và VTL và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh, xem xét, xử lý sau. Theo cáo trạng, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ Luật Hình sự với không hình phạt bị truy tố, bị can Đỗ Hữu Ca phải đối mặt với mức án là 12 tới 20 năm tù hoặc tù trung thân.